Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với bạn cách fix lỗi là Camtasia của chúng ta cài đặt bị lỗi. Mà cụ thể lỗi ở đây là lỗi các bạn không thể cài đặt được cái Camtasia này vì cái Camtasia không cài đặt được Netfarmworks 4.6. Thì như các bạn biết thì cái phần mềm Camtasia cần phải có cái mục cài đặt Netfarmworks thì nó mới chịu cài đặt cho. Cụ thể là Netfarmworks 4.6 nhé. Nếu như cái này mà không có thì cái Camtasia chúng ta sẽ bị lỗi hoặc là nó không thể cài đặt được. Thì trong trường hợp mà cái Camtasia của chúng ta nó không tự động cài đặt về được cái mục Netfarmworks ấy thì chúng ta sẽ cần phải cài đặt thủ công cho nó. Thì các bạn có thể cài đặt thủ công bằng cách chúng ta điền là Netfarmworks 4.6 nha, các bạn điền 4.6 nhé để máy của mình đã bị liệt phim 6 chứ. Đó thì các bạn sẽ download ở trên trang chủ của Microsoft nhé. Ở trong mục này chúng ta download về và nó sẽ tự động tải về nhé. Trong trường hợp nếu như là các bạn tải ở trên trang chủ như này về mà vẫn không cài đặt ra được thì làm thế nào? Nếu như chúng ta vẫn cài đặt rồi mà vẫn không cài đặt được ấy, cái Camtasia vẫn không thể sử dụng được thì chúng ta cần phải download cái bộ offline cho nó. Như các bạn thấy thì mình đã điền sẵn cái bộ Network Framework Offline. Chúng ta sẽ kéo xuống và download ở cái trang AI công nghệ nhé. Ở trong cái mục này chúng ta có đầy đủ cái bộ Net Framework từ 1.1 đến 4.8 offline hết. Cái hay ở chỗ là nó có chế độ tự động cài đặt, chúng ta không phải cài đặt thủ công. Mình sẽ tắt cái này đi, mạng chậm quá. Mạng mình dùng bằng mạng wifi, không có mạng 3, mạng 3G không có mạng wifi đâu. Đây, đây là cái cấu hình tốt của nó khá tự động cài đặt này, chúng ta không còn phải cài đặt thủ công nữa. Đó thì chúng ta sẽ download bằng cái file preset ở đây. Ở đây mình đã download rồi, mình sẽ mở lên cho các bạn xem cái mà mình đã được tải về. Đây, MySQL Network EC đây. Đó thì trong cái tệp này là có đầy đủ các bộ cài đặt từ 1.1 đến 4.8 này. Thì các bạn sẽ mở cái mục này lên này, run này. Chúng ta cần phải chạy bản quyền admin. Thì cái này mình phải copy ra ngoài thì phải, copy ra ngoài để cho nó khỏi bị lỗi. Đó thì chúng ta phải copy ra ngoài desktop nhé, phải để ở C chứ chúng ta mà để ở bên trong, nếu như là cái máy của chúng ta mà bị có tiếng Việt ấy, ở đây như các bạn thấy là có công cụ video về dữ liệu này, là tiếng Việt nó không chịu đâu. Next. Nếu ở đây thì chúng ta chọn được cái phiên bản network nào ấy, thì chúng ta tích vào đây. Ở đây chúng ta đang cần 4.6, chúng ta điền 4.6 và chúng ta ấn Enter để cài đặt này. Nó khá tự động cài đặt cho chúng ta. Thì quá trình cài đặt này nó khá mất thời gian, mình sẽ tua nhanh video nhé.
Ok, như các bạn thấy thì cái quá trình cài đặt nó gần như đã được hoàn tất rồi. Thì cái video mình chia sẻ ở đây thôi. Nếu như các bạn thấy hay mà bối ra đăng ký kênh của mình. Xin chào.